Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hay nữ của Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và đội tuyển bóng chuyền hay nữ của 3B Thanh Bình trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2023. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của 3B Thanh Bình trong trang phục áo đỏ phía xa màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Phan Đình Phùng phía gần màn ảnh các bạn. Ở trận đấu này thì mình đã quay đã đọc tỷ số. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Điểm cho Phan Đình Phùng 1 đều. Điểm cho 3B 2-1. Điểm cho 3B 3-1. Chưa lật điểm. Chưa lật điểm cho 3B. Điểm cho 3B 3. Điểm cho 3B phải là 4-1. Quả lúc nãy 3B là trọng tài không lật điểm. Điểm số hiện nay là 4-1 cho 3B. Điểm cho 3B 5-1. Điểm cho 3B 6-1. Điểm cho 3B 7-1. Điểm cho 3B 8-1. Điểm cho Phan Đình Phùng 2-8. Điểm cho 3B 9-2. Bóng ra ngoài sân. Điểm cho 3B 10-2. Điểm cho Phan Đình Phùng 3-2.
10. Điểm cho Phan Đình Phùng 4, 10. Điểm cho 3B 11, 4. Mời đại diện của câu lạc bộ người cao tuổi và bạn xin ký luôn ạ. Điểm cho Phan Đình Phùng 5, 11. Điểm cho Phan Đình Phùng 6, 11. Điểm cho Phan Đình Phùng 7, 11. Điểm cho 3B 12, 7. Điểm cho 3B 13, 7. Điểm cho 3B 14, 7. Điểm cho 3B 15, 7. Đại diện đội về nhận lại thẻ vận động viên, ban tổ chức cũng sẽ không giữ. Nếu tất cả các đội hoàn toàn sẽ nhận. Điểm cho 3B 16, 7. Điểm cho 3B 17, 7. Điểm cho 3B 18, 7. Điểm cho 3B 19, 7. Thank you.
Điểm cho 3B 27. À, tôi đám tập trung vào. Điểm cho Phan Đình Phùng 8 20. Điểm cho Phan Đình Phùng 9 20. Điểm cho Phan Đình Phùng 10 20. Điểm cho 3B 21 10. Như vậy là kết thúc set 1. 3B Thanh Bình thắng Phan Đình Phùng 21 10 và hai đội đổi sân tiếp tục đánh set đánh thứ hai. Set đấu thứ hai giữa 3B và Phan Đình Phùng. 3B trước màn ảnh, Phan Đình Phùng xa màn ảnh. Điểm số đầu tiên cho 3B 1-0. Điểm cho 3B 2-0. Điểm cho 3B 3-0. Điểm cho 3B 4-0. Điểm cho 3B 5-0. Điểm cho Phan Đình Phùng 1-5. Buổi tối ngày nay sẽ kết thúc trận thi đấu. Sáng mai đúng 8 giờ bắt đầu có các trận đầu tiên ở nội dung 51 tuổi trở lên và nội dung nữ 40-50 tuổi. Để nghị các đầu tiên chú ý, chúng tôi xin nhắc lại sáng ngày mai sẽ diễn ra các trận đầu tiên vào lúc 8 giờ. Điểm cho Phan Đình Phùng 2-5. Tuổi trở lên và các nội dung nữ 40-50 tuổi. Nữ 40-50 tuổi công ty Quang Minh gặp công ty nước Tha Hải Dương. Vậy đề nghị các cộng đồng viên, trưởng đoàn cộng đồng viên chú ý, đặc biệt là hướng nữ tuổi 50, vì rất nhiều các cộng đồng viên đang nhầm lịch. Xin nhắc lại.
đội tuyển nữ 41-50 sẽ đánh vào trận đầu tiên của buổi sáng ngày mai ở đội tuyển nữ. Vậy đề nghị các đơn vị trưởng đoàn điểm cho 3B 6-2. Và trận đầu tiên là nữ 41-50 thành phố Thái Nguyên gặp thành phố Bình, và nữ 41-50 công ty Quang Minh gặp Đức Khang Hải Dương. Vậy các vận động viên chúng ta chú ý. Điểm cho 3B 7-2. Đặt bóng ra ngoài sân, điểm cho Phan Đình Phùng. Thế là trọng tài nhận điểm cho 3B 8-2. Điểm cho Phan Đình Phùng 3-8. Điểm cho 3B 9-3. Điểm cho 3B 10-3. Điểm cho 3B 11-3. Đập bóng ngoài sân, điểm cho 3B 12-3. Điểm cho Phan Đình Phùng 4-12. Điểm cho 3B 13-4. Điểm cho 3B 4-14. Điểm cho 3B 15-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong đề nghị về ban tổ chức nhận lại thẻ thi đấu. Điểm cho 3B 16 4. Điểm cho 3B 17 4. Điểm cho 3B 18 4. Trên sân hai quả bóng. Trên sân hai quả bóng, trọng tài cho xét lại quả bóng này. Điểm cho 3B 19 4. Một mắt xích lên điểm của 3B. Điểm cho 3B 20 4. Điểm cho 3B 21 4 và kết thúc set 2. 3B thắng Phan Đình Phùng 21 4 và chung cuộc là thắng 2-0. Một mắt xích lên điểm đến 21.